biết trường học mà. Cái bao này mấy ký anh Tấn? Tầm mấy ký? Hai mấy ký rồi hả? Sao gác nghe thấy nặng như ta? Đúng có chạm một quả không ấy. Kính đang chuẩn bị thả một con diều. Cái này cho vào đó này hả? À, đằng xa là Mắc Quy câu lạc bộ diều Sáu Giang. Cũng mới vừa lên một con diều diều kéo. Dài có rất nhiều phần nhiều khí động học được các bác các anh thả lên từ trước rồi. Đây bác Quy. Diều này diều gì bác Quy? Con này con gì vậy? À, hả mới biết phải không? Lên mới biết phải không? Đây, giới thiệu các bạn con gì của bác Quy đang chuẩn bị lên. Còn con gì chúc hả mới biết. À, chào quý vị các bạn. Thì hiện tại mình đang ở một nơi nào đó ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, xem các anh các bác thả diều. Hôm nay là buổi giao lưu diều sáo giữa các câu lạc bộ. Hiện tại thì trời không có gió lớn lắm, trên bầu trời thì chỉ có lác đác vài con diều thôi. Hiện tại thì có hai con diều sáu và 9 con diều khi đang học. À, diều trái tim giống cá hổ mang, từng giới thiệu các bạn rồi ở công viên diều sáu Dĩ An. Diều đuôi rất là dài. Gió ở Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu không phải như ở Giang mình, gió rất là lớn. Này bác cột vô cái bụi cây nhỏ, cây đồng độc dùng để trợ lực để kéo nhiều lên. Trên cái trái tim của dưới trái tim. Ba trái tim luôn. À lạ quá, đợt này lạ quá trời, đâu có giống lúc trước đâu, cái đuôi hết khác hoàn toàn luôn mà. Cái đuôi ngõm là bọc gió, không có bọc gió, cái đuôi này bọc gió nó tròn. Đó, đẹp ghê. Đẹp muốn chết. À, bên kia anh Tấn cũng đang với anh Kính cũng đang lên con diều kéo. Diều sáu mà anh lên quá trời luôn. Diều cờ Việt Nam. Cái này là kéo là bị không có nổi luôn á. Có cái dây đi cột quá không á, chịu lực không á. Hay đem lại cái bàn kia kìa, được không Kính? Dây của tao đi được, phải có dây móc luôn đó. Đây cái cuốn lại đây thì buộc vào đấy. Rồi của tao tao phải kế vậy, đi chơi như vậy.
Đây thì các bạn anh chỉnh chứ. Ủa anh này tên gì quên rồi ta? Batman chân người. Batman, gì Batman? Nhưng mà chân người coi chứ không phải chân Batman. À, gì Batman. Ủa còn anh chỉnh đợt này gáp diều này có thả không? Ok. Con diều này đẹp cực kỳ này, có thả chưa? Hôm nay bắt đầu bay lần đầu tiên nha. À lần đầu tiên bay luôn hả? Đây con. Đang live stream là gì đây? Đâu có quay thôi à. Quay từ không biết. Chào anh em nhá. Chào cộng đồng nhá. Đang lắp ráp con đôi chân người 44 mét. 44 mét luôn. Dữ vậy hơn. Dài hơn con bạch tuộc rồi. Đến. Anh gì anh tính kéo anh hả? Chờ chút. Các bạn Tú ở đằng xa. Các anh cũng đang chuẩn bị lên một con diều sáu. Xa quá, không biết mấy mét. Lên nghe đã quá ta. Diều này không thấy ở ao đôi rồi. Bạch quá luôn. Anh luôn hả?